Đó chính là giải Người đẹp xã hội, người đẹp mặc trang phục xã hội đẹp nhất. Chúng tôi xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 039 Nguyễn Thị Phương Quyên. Xin mời nhà thiết kế Brian Võ và Mrs. Universe Việt Nam 2022 Hoàng Thanh Nga lên trao bảng khen, sharp, phần thưởng và hoa chúc mừng cho thí sinh chiến thắng. Quý vị và các bạn có thể thấy rằng với bất kỳ một bộ trang phục dạ hội nào cũng đều rất là rực rỡ khi được đính lên những bộ trang phục đó, những viên đá để giúp cho các bộ trang phục được tỏa sáng hơn trong đêm trình diễn ngày hôm nay của chúng ta. Và kỹ năng trình diễn catwalk với trang phục dạ hội cũng là một kỹ năng mà các bạn thí sinh đã phải tập luyện và trau dồi rất nhiều trước khi ra mắt với quý vị trong đêm nay. Và thí sinh Nguyễn Thị Phương Quyên hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu người đẹp mặc trang phục dạ hội đẹp nhất. Chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chúc mừng Nguyễn Thị Phương Quyên.